Thưa quý vị, là huyện nông thôn duy nhất của thành phố Đà Nẵng, Hòa Vang có rất nhiều lợi thế về sinh thái tự nhiên và phát triển du lịch sinh thái. Để phát huy tiềm năng này, huyện Hòa Vang đang nỗ lực triển khai đề án thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện, hướng đến phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững. Thời gian gần đây, huyện Hòa Vang trở thành một điểm đến du lịch sinh thái, thu hút đông người dân địa phương và du khách đến tham quan. Với tài nguyên thiên nhiên đa dạng, Hòa Vang đang từng bước phát triển du lịch sinh thái gắn với cộng đồng. Để phát triển tiềm năng lợi thế của huyện, tháng 12 năm 2021, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết 82 về thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch, kết hợp phát triển nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang từ năm 2022-2025. Theo đó, Hòa Vang sẽ có tối đa 15 mô hình thí điểm. Địa phương cũng đã xây dựng và ban hành bộ tiêu chí cụ thể và xem xét phương án để những mô hình sẵn có phù hợp với tiêu chí được tiếp tục hoàn thiện và khai thác theo quy định. Hiện nay thì đã thành lập các tổ để kiểm tra cũng như chấm điểm và đã nhận được 36 cái mô hình đăng ký thực hiện thí điểm. Thì sắp đến hiện sẽ triển khai thực hiện rất bài bản và rất là tâm huyết. Mới mong muốn là lựa chọn những nhà đầu tư, những cái mô hình có năng lực về tài chính thì tâm huyết đầu tư để phát triển huyện Hòa Vang. Huyện kỳ vọng để thực hiện tốt những mô hình thí điểm này để rồi nhân rộng trong thời gian đấy. Trên thực tế, các điểm du lịch sinh thái gắn kết cộng đồng trên địa bàn huyện Hòa Vang mà tập trung chủ yếu ở xã Hòa Bắc ngày càng thu hút đông đảo du khách gần xa. Qua đó đã góp phần cải thiện đời sống người dân trên địa bàn và đem lại diện mạo mới cho địa phương. Tôi thấy là rất có hiệu quả. Thứ nhất là nó kích thích cho người dân về việc tăng gia sản xuất, trồng cây trong vườn và nuôi con giống cây vật nuôi đó để phục vụ sản xuất trong gia đình. Bên cạnh đó là bán theo du khách, người dân có thu nhập. Cái vấn đề thứ hai đó là gắn với việc bảo vệ rừng, hạn chế tác động vào rừng, đó, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước. Để hướng đến sự phát triển bền vững, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang đang rà soát lại việc quy hoạch xây dựng các khu du lịch sinh thái trên địa bàn. Về lâu dài, huyện sẽ hỗ trợ người dân phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường và tuân thủ quy định của pháp luật, triển khai hiệu quả đề án thí điểm khai thác du lịch dịch vụ kết hợp với phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền, công khai các quy định nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán đất nông nghiệp thuần túy để đón đầu việc phát triển du lịch sinh thái. Không phải là kết hợp làm du lịch là nó biến tướng sang thành đất phi nông nghiệp hoặc là chuyển mục đích sang đất khác. Đó là vấn đề thứ nhất liên quan đến cái đề án này. Vấn đề thứ hai liên quan đến đề án này thì chúng tôi cũng xác định với nhau rõ ràng rằng là cái đề án này chỉ phục vụ cho người dân bản địa thôi, người dân địa phương thôi. Chứ còn người dân các nơi không có cái câu chuyện là được phép làm cái loại hình này. Cho nên không có câu chuyện mà các nơi đổ về mua đất nông nghiệp để mà chuyển mục đích để mà làm dự án phi nông nghiệp, để mà làm dự án du lịch. Cái này là hoàn toàn không có, mà chỉ thí điểm đối với người dân địa phương. Vì vậy cho nên là phát triển du lịch sinh thái được xem là một trong những giải pháp quan trọng để phát huy thế mạnh và phát triển Hòa Vang và phù hợp với định hướng phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, tất cả mới đang ở trong giai đoạn thí điểm. Do vậy, bên cạnh sự nỗ lực của huyện, rất cần sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo thành phố, sự phối hợp hỗ trợ hướng dẫn đồng hành của các sở ban ngành, đơn vị chức năng. Đặc biệt là có cơ chế chính sách rõ ràng để nhà đầu tư và người dân có thể yên tâm tham gia theo đúng quy định pháp luật.